từ biên giới Tây Nam đến biên giới phía Bắc, trên dãy Trường Sơn tới chân thành Quảng Trị, đâu đâu cũng xanh màu áo lính, đỏ màu máu lửa và trắng xóa bia mộ. Họ là những anh hùng không tên nằm xuống với nụ cười trẻ thơ và để lại trên mặt đất này mối tình mong manh như những đóa hoa trinh nguyên trong rừng già sâu thẳm. Some years.